Kính chào quý vị đến với những tin tức của báo Thanh Hóa. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi những tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật. Xí nghiệp quản lý vận hành hầm Mũi Châu, công ty Đèo Cả đã huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ đảm bảo giao thông tại quảng trường phía Nam hầm Mũi Châu để tránh ùn tắc trên cao tốc La Sơn Túy Loan sau vụ tai nạn tối 31 tháng 5. Khoảng 18 giờ ngày 31 tháng 5, xe tải biển kiểm soát 50H12020 chạy hướng Huế Đà Nẵng khi đến km 43 cộng 141, tuyến La Sơn Túy Loan, thuộc địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng thì va chạm với xe tải biển kiểm soát 50H24754 chạy hướng Đà Nẵng Huế. Sau cú tông mạnh, xe tải 50H24754 bị rơi xuống cầu, phương tiện còn lại nằm vắt ngang đường cao tốc. Vụ tai nạn khiến một người bị thương, hai xe tải hư hỏng nặng, giao thông tắc nghẽn. Lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng đã có mặt để điều tiết đảm bảo giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Hồi cuối tháng 3, trên tuyến cao tốc này cũng xảy ra vụ tai nạn khiến hai người bị thương. Cụ thể, ngày 26 tháng 3, ô tô bán tải biển kiểm soát 36C 13258 chạy theo hướng Bắc Nam khi đến tại km 12 710, cao tốc La Sơn Túy Loan, thuộc địa phận xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế thì tự gây tai nạn. Tại hiện trường, chiếc xe bán tải lật ngửa nằm chắn bên phải tuyến, gây ách tắc giao thông. Hai người đi trên xe bị thương, ô tô bị hỏng. Trước đó, tháng 1 năm 2024, trên cao tốc La Sơn Túy Loan, đoạn La Sơn Hòa Liên, địa phận Đà Nẵng, xảy ra vụ tai nạn xe khách giường nằm loại 40 chỗ, chạy trên tuyến trên theo hướng nam bắc, lao ra khỏi làn đường, băng qua vạt đất trống. Xe khách tiếp tục đâm vào phần ta lui và rơi xuống một con suối. Hậu quả vụ tai nạn khiến hai người tử vong, một người mất tích. 20 người bị thương. Cuối tháng 12 năm 2023, trên tuyến La Sơn Hòa Liên, thuộc tuyến cao tốc La Sơn Túy Loan theo hướng Bắc Nam, cũng xảy ra vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe tải khiến một người bị thương. Ngày 31 tháng 5, một lãnh đạo công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết vào khoảng 1 giờ cùng ngày, người dân đã phát hiện một túi ni lông màu đen treo trên thân cây trước số nhà 12 Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân. Nhận được thông tin, Cơ quan công an Khẩn trương đến hiện trường và tiến hành kiểm tra túi này thì phát hiện bên trong có một em bé sơ sinh đã mất giới tính nữ. Theo lãnh đạo công an quận Thanh Xuân, trước đó người mẹ đã mang thai khoảng 24 tuần thì sinh, em đã đầy đủ các bộ phận. Tuy nhiên còn nhiều tình tiết liên quan đang được giám định để làm rõ. Lãnh đạo công an quận Thanh Xuân cũng cho biết, sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã cử toàn bộ lực lượng ra soát tìm kiếm người mẹ nhưng đến nay chưa tìm thấy. Công an quận Thanh Xuân đề nghị người dân biết thêm những thông tin liên quan đến thi thể nêu trên thì cung cấp cho cơ quan cảnh sát điều tra tại địa chỉ số 58 Vũ Trọng Phụng để giải quyết theo quy định. Đồn biên phòng Cát Bà, thành phố Hải Phòng vừa có báo cáo việc thuyền viên tàu New Vision và hai người dân bị nạn trên biển, cơ quan chức năng đang tổ chức tìm kiếm. Thông tin ban đầu, lúc 16 giờ ngày 29 tháng 5, anh NVH, sinh năm 1984, chú tỉnh Hà Tĩnh, là thuyền viên tàu New Vision rời tàu vào đất liền mua đồ sinh hoạt. Đến 20 giờ cùng ngày, mọi người không liên lạc được với anh Hát. Ngoài ra, thông tin từ người dân, khoảng 20 giờ ngày 29 tháng 5, ông DHM và bà PTL, cùng sinh năm 1966, trú tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, là người lái đò máy có chở một hành khách, nghi là anh Hát, từ cảng cá Trân Châu ra phía tàu New Vision. Theo cơ quan chức năng, thời điểm này sóng gió trên biển khoảng cấp 7, cấp 8. Sau đó, người nhà cũng không liên lạc được với ông M và bà L. Tối 30 tháng 5, quản lý tàu New Vision đến trạm kiểm soát biên phòng Trân Châu trình báo việc thuyền viên mất tích. Tuy nhiên, do thời tiết tối cùng thời tiết phức tạp, cơ quan chức năng không thể điều động lực lượng, phương tiện đi tìm kiếm cứu nạn. Đồn biên phòng Cát Bà đã thông báo cho các lực lượng hiệp đồng, các phương tiện hoạt động trên khu vực biết tìm kiếm. Sáng 31 tháng 5, thời tiết gió lặng, đồn biên phòng Cát Bà đã điều động hai xuồng cùng 6 cán bộ chiến sĩ và ba tàu cá của ngư dân Tổ chức tìm kiếm tại khu vực vùng biển từ cảng cá Trân Châu vào vị trí của tàu Nivision neo đậu ở khu vực neo đậu số 2 Lạch Huyện. Trong ngày 31 tháng 5, cơ quan chức năng tại huyện Cát Hải cho biết, người dân phát hiện một thi thể trôi dạt tại vịnh Cát Bà, trước cửa khách sạn Hùng Long, thuộc tổ 18 thị trấn Cát Bà. Tuy nhiên, qua xác nhận của người nhà ba nạn nhân, thi thể được tìm thấy không phải ba người trong vụ việc. Nạn nhân được xác định là LTM, sinh năm 1990, trú huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương. Theo thông tin ban đầu từ chính quyền xã Nạm Trày huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, cụ thể lúc 18 giờ ngày 30 tháng 5, trên địa bàn xã có mưa to kéo dài. Khi thấy trời mưa to, hai cháu là Hầu AT và Hầu Thị M sinh năm 2012 là hai anh em ruột lội qua suối Khâm, đoạn chảy qua thôn Khâm dưới, xã Nạm Chày để về nhà. Khi đi đến giữa dòng thì bất ngờ lũ ống từ đầu nguồn đổ về khiến hai cháu bị cuốn trôi. Thời điểm xảy ra tai nạn, một số người dân nhìn thấy và tìm cách cứu hai cháu nhưng không được do lũ chảy mạnh. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân xã và người dân tìm kiếm. Đến 6 giờ 30 phút ngày hôm qua đã tìm thấy thi thể anh Hầu A Túc sinh năm 2002, vị trí tìm thấy thi thể cách vị trí bị lũ cuốn khoảng 500m về phía hạ lưu. Hiện các lực lượng vẫn đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân còn lại Hầu Thị Mơ dọc theo khu vực suối xã Nạm trày huyện Văn Bản. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã, phân công bố trí cán bộ trực 24 trên 24 giờ, kể cả các ngày nghỉ, bố trí lực lượng phương tiện kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. Do chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp có trục qua khu vực Tây Bắc Bộ, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh, khiến toàn tỉnh Lào Cai có mưa rông trên diện rộng. Khu vực phía Tây huyện Văn Bàn có mưa lớn cục bộ khiến lũ xuất hiện ở một số địa phương. Công tác tìm kiếm cứu nạn của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Liên quan vụ hiệu trưởng giật micro ngăn phụ huynh nói về giá mua tủ đồ cao bất thường, ngày 30 tháng 5, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình cho biết, thường trực huyện ủy đã có chỉ đạo lập đoàn thanh tra toàn diện đối với trường mầm non số 1 thị trấn Quy Đạt sau khi xảy ra vụ lùm xùm tại buổi lễ tổng kết hôm 24 tháng 5 khiến dư luận xôn xào. Được biết trong sáng cùng ngày Ủy ban kiểm tra huyện ủy Minh Hóa đã vào cuộc khi có dấu hiệu vi phạm tại trường học này. Lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa khẳng định khi có kết luận của đoàn kiểm tra, huyện sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm đến đâu xử lý đến đó. Huyện sẽ xử lý dứt điểm không để những sự việc tương tự phát sinh trong ngành giáo dục. Theo chị Nguyễn Thị Liên, hội trưởng hội phụ huynh trường Mầm non số 1 Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, liên quan đến việc đóng tủ, đầu năm học hiệu trưởng đưa ra giá 6 triệu đồng cho mỗi tủ nên nhiều phụ huynh không đồng tình. Sau khi bị phản đối, hiệu trưởng báo lại giá 4 triệu đồng nên hội phụ huynh đã đồng ý. Ngày 20 tháng 10 năm 2023, trường đã mời hội phụ huynh đến họp để thống nhất. Trong cuộc họp này tôi đã trình bày việc đóng tủ nên để phụ huynh làm và nhà trường giám sát, nhưng cô hiệu trưởng vẫn nói để nhà trường đóng nên chúng tôi nhất trí. Tuy nhiên tôi đã yêu cầu phải làm hợp đồng trước khi đóng, nhưng nhà trường không làm mà đóng tủ luôn. Đến ngày 15 tháng 12, cô hiệu trưởng mời hội phụ huynh trong đó có tôi lên ký một lúc ba hợp đồng, đóng tủ, biên bản bàn giao và biên bản thanh lý hợp đồng nhưng tôi không ký vì chúng tôi làm đại diện bên A, nếu ký thì phải chịu trách nhiệm. Sau đó trong buổi lễ tổng kết năm học khi được mời lên phát biểu, chị Liên đã xin 5 phút để giải bày với mong muốn những năm sau các phụ huynh khác và nhà trường phối hợp tốt hơn nhưng đã bị ngăn lại. Lúc này hiệu phó chia sẻ bất ngờ bị hiệu trưởng giật micro Ông Bùi Anh Tuấn, bí thư huyện Minh Hóa cho biết, sau khi báo chí thông tin sự việc, Ban tuyên giáo đã tham mưu thường trực huyện ủy làm công văn yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo sự việc xem thuộc thẩm quyền của ai để chỉ đạo xử lý. Được biết, dự tính ban đầu mỗi lớp đóng 2 tủ, 11 lớp sẽ là 22 cái. Tuy nhiên, sau đó có 3 lớp ít học sinh nên hội phụ huynh thống nhất chỉ đóng mỗi lớp 1 tủ, nên số tủ phải đóng còn 19 cái. Để phù hợp với diện tích từng lớp, các bên thống nhất đóng các cỡ tủ có số ô khác nhau với tổng chi phí là 79 triệu đồng, trong đó tiền từ xã hội hóa giáo dục là 51 triệu đồng, còn 28 triệu là trích từ quỹ hội phụ huynh.